Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào các khách trên mọi miền ở quốc. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 thì bên em lại tiếp tục cập bến được một dòng súp điện, dòng súp hầm, dòng súp gọi là khủng long bạo chúa luôn. Còn lại thương hiệu của Vina nhé các bác nhá. Dòng thương hiệu của Vina cũng như là dòng những cái dòng chiếc vang số X5 của Vina ấy, đều là hãng của Vina. Con này thì sử dụng bát 40 nhé các bác. Bát 40 súp hầm úp đất. Nhưng mà cái con này em cũng nói luôn này, các bác nào mà nhà mà bé là không chơi đâu nhá. Con này đánh tiếng gọi là bạo lực thì thôi rồi. Đấy, cực kỳ là bạo lực. Đấy. Thùng sâu cao. Thùng con này riêng cái quả súp này nặng gần một tạ nhá các bác nhá. Rơi vào tầm độ 8-90 cân đấy. Hai người khênh gọi là lệ bệ luôn. Đấy. Và con này rất là công suất khủng khiếp. Công suất con này nó là 500W, 500W trở kháng 8 ôm. Đánh xuống đến từ 15 đến 180 Hz. Thì các bác nhá, đánh con này đánh xuống rất là sâu luôn. Con này mã của nó là LF3000. Đấy, và nguồn xuyến của nó to như là nguồn gọi là cục đẩy luôn. Nguồn xuyến của nó khủng khiếp luôn. Đấy, cái này thì em chưa gọi là làm tháo ra để gọi là nội thất linh kiện, nhưng mà con này thì thật sự các bác là nó quá là khủng khiếp. Con này em xem rồi. Đấy, các bác nào muốn xem nội thất thì xem video sau cho em nhá. Đấy, em sẽ tháo nội thất cái con này cho các bác. Đấy, con này thì bác nào mà thích bạo lực thì phải chơi những con như thế này. Thùng sâu của nó là 78. Chiều sâu của nó là 78. Và chiều cao con này. Chiều cao con này là 78 nha các bác nhá. Sâu 78, cao 78 và ngang. Ngang con này nó là 50, ngang 50. Đấy. Súp này thì quá là khủng khiếp rồi. Cái bát nó sẽ nằm ở trên. Cái bát này nó nằm ở trên, nó úp xuống, đánh úp xuống đất và đánh thổi ra ngoài. Đấy, đây em sẽ test cái chất âm cho các bác, các bác sẽ cảm nhận được cái chất âm của nó khủng khiếp như thế nào. Đấy. Rất là hay luôn. Đấy, các bác nghe rung tôn luôn. Con này thì em có nói luôn là những cái dòng súp 3G với B3 thì em cứ nói luôn là 3G với B3 thì con này nó chấp một mắt luôn. Nhá các bác nhá, về để chất âm chất tiếng của nó, con này chấp cái dòng súp 3G với lại dòng của B3. Đấy. Thì em cũng xin báo giá luôn cho các bác. Với trước súp như này thì bên em đang bán nó giá là 6.800.000. 6.800.000 một quả. Nhá các bác nhá, giá không bao ship. Giá tại cửa hàng nhá các bác nhá. Đấy. Và em cũng nói luôn là cái này em chỉ bán gọi là cái khu vực gọi là miền Bắc thôi, đấy gửi xe thôi. Chứ còn cái quả này mà đóng Viettel thì nó không bê được, đấy. Nó nặng kinh khủng luôn. Con này nó nặng gần một tạ cơ, đấy. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu lấy hàng thì cứ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của em 0985 778338 và 0937 343 5356. Em ở số 89 đường Hoàng Văn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đấy thì riêng quả súp này thì em cứ xin cam kết cho bác là tất cả bao zin và bao hay. Đấy, cho các bác được test thử. Đấy, nghe hay thì các bác chơi, còn không hay các bác lại gửi lại bên em nhá các bác nhá. Đấy, tiếng thì bao hay luôn. Vì thùng nó quá là sâu. Còn cái linh kiện ở bên trong thì em sẽ quay video sau, em sẽ quay lên cho các bác nhé. Các bác theo dõi video sau cho em.